Con kính bạch thầy, con có câu hỏi này mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Con có một người từng nói với con là khi đứa trẻ sinh ra mà nhiều tay nhiều mắt thì gọi là quái thai, không ai dám nuôi. Nhưng Phật có ngàn tay ngàn mắt thì lại tôn kính vái lại. Tức là cái đứa nhỏ mà sao có ngàn tay, có nhiều tay nhiều mắt thì coi như quái thai sợ. Nhưng mà tại sao Đức Phật có ngàn tay ngàn mắt mà tại sao lại? Vậy thì quá nghịch lý. Con biết người này không hiểu Phật Pháp nên mới nói ra điều bất kính. Vậy thầy cho con hỏi, bạn này nói vậy thì tội như thế nào? Và con phải trả lời bạn đó thế nào cho bạn đó biết quay về tôn kính Phật và biết được cái sai của bản thân mà sám hối? Xin thưa quý Phật tử, những bức tượng mà thờ trong chùa á, quý vị, hình ảnh Đức Phật, hình ảnh Đức Bồ Tát á, ngoài cái chuyện mà chúng ta nhìn nơi Đức Phật để chúng ta học cái gương của Ngài, thì mỗi bức tượng lại là một cái bài học để giáo dục cho mình. Thì khi quý vị vô chùa, quý vị sẽ thấy có hình tượng ngàn mắt ngàn tay. Đó là đang nói về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi quý vị tụng chú Đại Bi á, câu đầu tiên của chú Đại Bi là gì? Thiên thủ thiên nhãn á. Thiên thủ thiên nhãn là ngàn mắt ngàn tay. Ngàn mắt ngàn tay đây là gì quý vị? Mắt và tay ở đây á, quý vị nhớ giùm thầy cái này nè. Mắt là tượng trưng cho cái gì? Cho cái nhìn. Cái nhìn ở đây là tượng trưng cho trí tuệ, cho con mắt, cho trí tuệ của mình, gọi là ngàn mắt. Ngàn mắt là tượng trưng cho trí tuệ số nhiều, nói về trí tuệ. Khi mình hiểu một việc rồi đó mà mình hiểu thôi mà mình không làm á, không được. Có trí tuệ phải đi đôi với lại từ bi. Thì từ bi tức là hành động. Mình nói con thương người đó lắm, nó chưa có lợi ích mà con ra tay con giúp. Thì cái hành động mà mình đưa cái tay mình giúp á, thì đó là ngàn tay. Ngàn tay. Tay tức là từ bi để mình giúp. Mắt là trí tuệ, tức là nếu mà quý vị chỉ có ngàn tay thôi mà không có ngàn mắt, tức là làm thôi mà không có trí tuệ. Mà quý Phật tự hiểu rồi đó, làm mà không có trí tuệ thì sao? Người ta nói cái câu vui vui thế này nè, nó nói là siêng năng cộng ngu dốt ra phá hoại. Bà cụ đứng ở bên lề đường nhìn có anh thanh niên giáo giác chưa kịp hỏi, chạy tới nói để con dẫn cụ qua. Dẫn cụ qua đường rồi cụ hỏi lại, con dẫn cụ qua đây làm chi vậy con? Con thấy cụ nhìn, con tưởng cụ qua được. Đâu có, cụ đứng bên đó cụ tìm ông mà. Thế là dẫn cụ ngược lại. Đó là chưa kịp gì mà mình làm, mà mình chưa kịp hỏi. Thì ở đây quý vị thấy cái hình, đó là hình ảnh giáo dục nhắc nhở mình là gì? Là ngàn tay là tượng trưng cho rất là nhiều phương tiện, rất là nhiều việc làm, là tấm lòng của chư Phật, của chư Bồ Tát, là ngàn tay. Nhưng mà quý vị để ý lại, trong tay là có con mắt. Tức là cái hành động này là hành động phải có từ bi, tức là thương nhưng mà hiểu mà thương, chứ không phải mình gọi là thương hại. Việt Nam mình, quý vị đọc trong truyện Kiều có một câu rất là hay là thương nhau mà lại sao? Bằng 10 phụ nhau. Thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau, tức là thương lắm nhưng mà không biết cách thương. Đâm ra lại. Cô đó cô thương chồng, ngày nào cô cũng cho chồng ăn đồ bổ hết, một gói mì với 3 trái trứng, ngày nào cũng như ngày nay. Thế là không bổ ngang cũng bổ ngửa, ăn quá nên cũng không tốt, thương mà không đúng cách. Thì xin thưa quý vị, ngàn mắt là tượng trưng cho trí tuệ, ngàn tay là tượng trưng cho từ bi, số ngàn là tượng trưng cho số nhiều, tức là Ngài dùng rất nhiều phương tiện để mà cứu độ chúng sanh. Đức Phật cũng vậy đó quý Phật tử. Nói tới đây mình thương Phật lắm. Có một số trường hợp á, là được Đức Phật nói một câu là ngộ luôn á, là đắc luôn. Nhưng mà có một số trường hợp Phật nói rồi 3 năm sau mới đắc. Có một lần Phật nói một cái bài giảng về niệm chết, Ngài biết đó là sẽ là cái duyên lành cho một cô bé dệt vải thôi. 3 năm sau đến cái duyên mà cô này đắc đạo. Quý vị biết Ngài đi từ một nơi xa, Ngài tới, Ngài vào trong giảng đường rồi đó quý Phật tử. Ngài vào giảng đường rồi mà quý vị biết không, Ngài chưa có thấy cô gái này, tại vì cô cũng tới nghe Pháp, nhưng mà ở nhà cha cô kêu cô ở nhà dệt vải thêm một chút nữa, cô tới trễ, cái Phật đợi. Phật tới, Phật đợi xong Phật giảng. Thì 3 năm trước cô đã nghe Đức Phật thuyết rồi. Bây giờ Phật nói xong cái bài Pháp đó nữa thì
cô đắc được sơ quả. Và quý vị biết tại sao Phật đợi không? Ví dụ như hôm nay không nói thì ngày mai nói. Nhưng không, Phật biết là cái tuổi thọ của cô gái này á, hết ngày nay là hết rồi, hết ngày nay là cô chết. Nhưng mà cổ lại có cái duyên đắc được sơ quả. Mà nếu Phật không đợi nó qua cái duyên lỡ hẹn, lỡ một chuyến đò, tức là Phật đợi, Phật thuyết cho cô gái đó. Sau khi Phật thuyết xong, cổ đắc sơ quả xong, cổ về thì cái cánh á, cái máy mà cổ dệt á, đập vô đầu cổ chết trong ngày đó luôn, với cái tâm sơ quả rồi. Đó. Và có những cái trường hợp á, và Đức Phật tới, Đức Phật hoằng pháp nơi đó, quý vị biết là ngài biết là nếu mà tới khúc này là phải bị nhịn đói 7 ngày á. Tại sao? Tại vì cái cô này cô ghét Phật lắm. Nhưng mà tại sao Phật biết là cổ ghét Phật mà Phật phải đi tới đó 7 ngày mà 7 ngày nhịn đói? Tại vì Phật biết rằng cổ có ghét ngài cỡ nào đi chăng nữa, cổ có chửi ngài cỡ nào đi chăng nữa, cổ chửi 7 ngày xong rồi cổ không có chửi nữa. Và sau 7 ngày đó thì cổ sẽ có cảm tình với Phật. Cho nên nó có những lần đó, Phật đi hoằng pháp, Phật đi đi hóa độ chúng sanh, ngài phải nhịn đói trong khi quán ngọ ngài đâu có ăn. Và có những lần đó là Phật biết là bây giờ là phút 90, Phật chưa có nói được, Phật phải đợi thêm 5 phút nữa. Nó như vậy đó, tức là Phật dùng nhiều phương tiện. Và ở mỗi người Phật lại dùng một cái lời nói khác nhau nữa. Có đôi lúc là Phật nói những cái từ rất là bình dân giản dị, có đôi lúc ngài nói những cái từ mà về tứ diệu đế, bát chánh đạo, về tứ niệm xứ, tứ ngũ căn ngũ lực, bát chánh đạo, thất giác chi. Nhưng có những khi ngài nói những câu rất đơn giản thôi, tại vì ngài biết cái căn cơ của người này tới đâu, ngài biết là cái người này, cái nút cúc của cái người này là ở đâu, nên ngài nói đúng cái nút gút đó thì người đó ngộ, à gút chỗ đó ngài mở ngay chỗ đó, chứ ngài không cần nói nhiều. Còn mình á thì mình nói nhiều nhưng mà chưa chắc đã đúng, nghĩa là không phải là sai nhưng mà chưa chắc là cái người đó cần đó. Phật thì Phật biết cái người đó ở cái chỗ đó đó, đúng cái giờ đó đó, quý vị thấy thương không? Cho nên tại sao mình gặp Phật mình hạnh phúc là như vậy. Có những trường hợp Phật nói là đắc luôn, ví dụ như có những trường hợp không đắc thì sao? Không đắc thì là cái duyên lành cho người này sau này đắc, trong đời này hoặc là những kiếp sau đến thời Phật Di Lặc, hoặc đến một cái kiếp nào đó nhờ cái duyên lành gặp Phật hôm nay để người đó đắc. Hình ảnh ngàn mắt ngàn tay là như vậy đó quý vị, tức là Phật dùng nhiều phương tiện để mà cứu độ chúng sanh. Đó là hình ảnh của từ bi, cho nên mình không hiểu đừng có nói làm bậy nha. Thôi thì cái này cũng không phải tính nỗi tội gì, thì có thể ban đầu nhìn thì hình ảnh đứa bé nhiều tay quá mình cũng sợ, mình nói chắc cái nghiệp của nó làm sao nó nhiều tay quái thai. Nhìn vô hình Đức Phật, tại sao ngài nhiều tay như vậy người ta lại mình không biết, cái mình không có tôn kính, cái mình phải luôn luôn giữ trong lòng mình một cái điều như thế này nè quý Phật tử, đó là cái gì mình chưa biết á, chưa chắc là không có, mình phải luôn luôn đinh ninh trong lòng vậy. Tức là có thể mình chưa có duyên được học thôi, trí tuệ của mình có 1m2, người ta nói đến 1m4 mình cãi cho tới. Trong khi người ta nói 1m4 mình có học tới 1m4 đâu. Rồi từ từ quý vị sẽ học lên nữa, từ từ, mỗi ngày mình mở mang từ từ. Mà bây giờ muốn hiểu quá thì phải học thôi, phải qua văn tuệ. Có 3 cách để mình có trí tuệ là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Tức là mình phải nghe, phải học, phải đọc từ ai đó, từ quyển sách nào đó, từ một người nào đó. Tư tuệ là khả năng tư duy của mình, suy nghiệm của mình. Và tu tuệ tức là quá trình tu tập của mình để mình có trí tuệ. Cho nên không có thể nào mà tự ngồi mà có trí tuệ, không phải không có mà ít lắm. Những bậc mà đại căn đại phước á, ở đây thì quý vị hiểu là mình phải qua học. Cho nên những cái trường hợp mà thôi thì cái người bạn này á là cái người bạn này mà nói là cái điều không đẹp lắm thì thôi mình giải thích là đó là hình ảnh ngàn mắt ngàn tay, là tượng trưng cho trí tuệ và từ bi, là tấm lòng từ bi bao la của Đức Phật. Phật thương chúng sanh, ai Phật cũng thương hết, mà chúng sanh thì nhiều bệnh lắm, cho nên Phật phải phương tiện nhiều cái phương tiện khác nhau để mà ngài độ chúng sanh. Đó, hình ảnh ngàn mắt ngàn tay của Đức Phật cũng như chư vị Bồ Tát. Rồi, cảm ơn quý Phật tử ạ.